khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường và kéo dài, làm thế nào để hướng dẫn người dân tự biết cách chăm sóc sức khỏe hoặc chữa trị các bệnh lý thông thường ngay tại nhà? Và đặc biệt là trường hợp mắc các bệnh mãn tính cần xử lý như thế nào? Xuất phát từ niềm trăn trở đó, các y bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã thiết lập tổ tư vấn hỗ trợ sức khỏe trong mùa dịch thông qua group Zalo kết nối với người dân địa phương. Với cách làm sáng tạo, thiết thực, tổ tư vấn đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bà con nhân dân. Khi cô nhận được thuốc thì cô thấy có đỡ hơn không cô? Dạ, cô kết thúc thì cô uống cũng thay người khỏe, đỡ nhiều. Dạ. Khám bệnh online, kê thuốc online, group Zalo của tổ tư vấn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Những ngày này, nhận được hàng trăm lượt câu hỏi cũng như thắc mắc của người dân, mong muốn được giải đáp về các giải pháp bảo vệ sức khỏe tại nhà. Các thành viên tổ tư vấn, ngay khi nhận được thông báo, sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin của từng người vào sổ riêng. Tùy theo trường hợp cụ thể, các bác sĩ sẽ tư vấn hoặc kê đơn thuốc giúp người dân và gửi trực tiếp đến Zalo của người đó. Tổ y tế này bao gồm nhiều cán bộ công nhân viên chức, các anh chị trong công tác trong ngành y tế như bệnh viện đa khoa, như bệnh viện C. Hai cái nhiệm vụ chính của cái nhóm này, cái thứ nhất là tư vấn, tức là được giới thiệu tới những bác sĩ đúng chuyên khoa và phân luồng là có nên đi bệnh viện hay không đi bệnh viện, và trong những trường hợp không đi bệnh viện thì cần cái toa thuốc như thế nào. Cái nhiệm vụ thứ hai, hỗ trợ y tế, có những bệnh nhân mà bị những bệnh mãn tính hoặc kể cả những bệnh khác nhưng mà có bảo hiểm, tổ y tế này sẽ hỗ trợ giao những cái chứng từ có thể đầy đủ để mà nhận những cái thuốc đó. Với các trường hợp được kê đơn thuốc hoặc các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính đến kỳ lấy thuốc, tổ tư vấn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trực tiếp kết nối với các hiệu thuốc, bệnh viện để lên đơn cho người dân. Đơn thuốc được gửi đến phường, tổ trưởng tổ dân phố đến nhận và chuyển về cho người dân tại khu vực. Dịch người dân ra đường được thì bây giờ ở trung tâm y tế và phường có một cái tổ tư vấn của bác sĩ y tế thì thấy là đồng bộ tốt và phục vụ y bác sĩ là nhiệt tình. Tổ tư vấn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại phường Nại Hiên Đông được thành lập từ ngày 11 tháng 8 năm 2021 với sự tham gia của 10 y bác sĩ và 5 tình nguyện viên đều đang sinh sống trên địa bàn phường. Mỗi ca trực bố trí một bác sĩ và một tình nguyện viên. Hiệu quả của tổ tư vấn y tế này rất lớn, tại vì người dân trong tình hình dịch bệnh như thế này thì họ sẽ yên tâm hơn khi mà có những vấn đề về sức khỏe để được các bác sĩ, y tá và thậm chí là những cái đơn thuốc mà mạng tính của họ thì luôn luôn được đáp ứng để phục vụ cái nhu cầu thuốc men và sức khỏe hàng ngày. Với tinh thần tận tâm trách nhiệm, đội ngũ y bác sĩ tình nguyện viên tổ tư vấn chăm sóc sức khỏe phường Nại Hiên Đông mong muốn được hỗ trợ tối đa cho người dân trong những ngày thực hiện nghiêm ngặt quy định, ai ở đâu thì ở đấy. Linh hoạt sáng tạo, việc khám chữa bệnh cũng như giải đáp các thắc mắc của người dân qua các kênh trực tuyến như thế này đã mang lại hiệu quả thiết thực để mỗi người tự biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân tại nhà giữa thời điểm dịch bệnh phức tạp.